hạt lạ trong trà sữa mà không phải ai cũng biết. Thứ quả dại trong rừng sâu trước kia không ai ngó ngàng nay thành đặc sản được các chị em ưa chuộng đến lạ. Dù không phải mới xuất hiện nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè mọi người đều thi nhau đặt hạt đác về để chế biến thành đủ các món ăn khác nhau. Hạt đác là loại hạt dại trong rừng sâu, còn có tên gọi khác là bang, co bảng, quang lang, bụng báng. Cây đác hình dáng giống cây trà mọc hoang bạt ngàn trong rừng có nguồn gốc nhiệt đới châu Á, từ Đông Ấn Độ về phía Đông đến Malaysia, Indonesia. Tại Việt Nam hạt đác có nhiều ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa. Được biết phải mất 10 năm cây đác mới cho ra trái, sau khi ra hoa, kết quả phải chờ tới 3 năm nữa mới có thể thu hoạch, sau đó cây đác sẽ không ra trái nữa cho đến khi chết đi. Quả đác có hình dáng giống như quả dừa, kích thước bé hơn, quả kết thành từng buồng lớn, căng tròn, xanh mướt, mỗi quả có 3 đến 4 hạt. Mùa thu hoạch hạt đác từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Nếu thu hoạch sau tháng 6 thì hạt đác bị già, cứng và có thể xuất hiện mầm non màu vàng nhạt bên trong.